Vinh làm ấy, bạn làm cùng Vinh một thời gian, sau đó bạn nghỉ xong thì con mới vào. Thẳng đường này lên phố Hàng Sắt là nhà chú Hùng đấy. Có mẹ chú Hùng vẫn ở đấy. Bố chú Hùng mất rồi, còn mẹ. Các cái đường phố nó nhỏ nhỏ giống Hà Nội này, phố cũ. Nhưng ngày xưa mà chưa bị ném bom ấy thì nó còn đẹp lắm. Ném bom xong thì nó bây giờ nó nhếch nhác lắm. Với qua thời gian đấy, ví dụ nhà bà Phương nhá, là ở chỗ 71 với 73 phố Hàng Thiết, gọi là Hai Bà Trưng bây giờ đấy. Ngày xưa đẹp lắm, bị bom một cái là không còn làm lại được, không còn tiền để làm. Chứ cái nhà rất đẹp. Đây này, sắp sửa đến cái hàng không biết là tối nó còn mở không. Đang quay về Giải Phóng không? Đang ở trên phố. Cái hàng kẹo lạc ở đây đóng cửa. Sắt đấy, sắt này là của chỗ nhà chú Hùng. Không nghĩ đóng cửa rồi, thôi phải mai mua không? Có ăn bánh gai không, đi qua phố bánh gai luôn. Bánh gai Bà Thi là ngay đằng sau phố như mình đấy. Ở cái Bà Thi đấy thì đấy thì là bà mất từ lâu rồi. Thực ra mua bánh kẹo ở đây mà muốn ngon mà hỏi cô Thái, chú Hùng biết nhà nào làm ngon ngay. Chứ là cũng biết. Cô Nguyên cũng có thể biết, nhưng mà chú Hùng thì chú chắc. Chỗ này là có một cái hàng cắt tóc ở dưới cái cây này này. Ngày xưa rất hay cắt tóc. Có cái ông cắt tóc ở đây. Ngày xưa cắt tóc chỉ có mấy hàng. Cái đường Nam Định đường nó bé lắm cho nên rất dễ tắc. Nhưng mà nó lại rất nhiều cái phố nhỏ, nó cứ rẽ phải rẽ trái, nó cũng đỡ hơn. Từ khách sạn Vị Hoàng ra cái chỗ đằng kia còn gần hơn. Đằng cái trang ấy.
là về cái hướng đi về phía Nghĩa Trang gần hơn. Xưa Noel là họ cấm đường từ xa. Người ta theo đạo nhiều. Ừ, theo đạo nhiều, dân này theo đạo nhiều. Để đi qua cái phố nhà mình ngày xưa để cho Vinh biết luôn. Tất nhiên là mọi người có thể nhìn ra nhận ra xe mình này. Xe mình nó hơi đặc biệt. Đây, đường này dễ mà. Ở cái góc này ngày xưa nó là cửa hàng thiếu nhi. Cửa hàng thiếu nhi này là của nhà bà Phương, ông Phương. Xong rồi đòi lại được, xong bán để chia nhau. Đây này, bán cho người ta. Đấy, giống như mình đây này. Mình bên này thì bà Phương ở cái bên này. Đấy, mọi người có khi nhìn đi nhanh nhanh lướt qua. Bà Phương và B, thực ra thì nhà mình phải nói đây này, thằng Thiếc đấy, vẫn còn thằng Thiếc này. Gõ được suốt đêm. Nhà mình ấy là phải, cả nhà mình là phải đội ơn nhà bà Phương, bởi vì là ngày xưa ấy là bà Thanh, bà Hường, bà Nhung là di cư, kiểu như di tản khỏi quê ấy. Là tha phương cầu thực, kiểu như là đi kiếm ăn ở trong Nghệ An cơ. Rất là vất vả. Thế thì bà Phương, bà mới vào trong đấy, bà ấy đưa về, bà ấy nuôi. Gần như gọi là nuôi đi. Còn đây, đây xin lỗi, đây là nhà thờ này. Đây hồi nhỏ bố hay ra đây này. Đây nhà thờ ngày xưa nó rộng hết cả khu này. Đấy, và đến Noel là cấm hết đường ở khu vực này. Còn đây là ngân hàng nhà nước này. Đấy thì bà đưa về bà nuôi. Xong bà cưới vợ cho bà Thanh mà. Bà cưới chồng chứ, xin lỗi. Đấy, thế xong là ông cưới to quá nên là bị kỷ luật, ông bị kỷ luật. Bà tóm lại bà Phương là chị họ của bà Thanh. Chị họ, chứ không phải chị ruột. Ừ. Đây bánh gai mua ở đây. Bánh gai bà Thi đây. Bánh gai bà Thi thì lên trên này mới đúng đấy bà Thi này. Ở đây mới là bà Thi này. Nó phía sau phố nhà mình mà. Nó xuyên qua cái chỗ ngõ Văn Nhân, hàng phở ngõ Văn Nhân. Đây đây, nó ở trên đây. Ở trên đây nó có. Ở đây 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 cái nhà này. Lâu ngày quá không nhớ lắm. Vì nó thay đổi nhiều quá. Nhưng mà bây giờ nó đều có kỹ thuật giống nhau mà. Đấy, xuống qua đi. Ờ. Xuống qua đi con.